chào các bác. Video này tôi sẽ khoe với các bác là cái cây này cũng mới lấy thôi, và chia sẻ luôn nó là một cái cốt hiếm. Tay cảnh tôi không nói nhưng nó là một cái cốt hiếm rất mini, rất hiếm đấy, nói luôn là như vậy. Tay cảnh thì chưa nói nhé, vì tay cảnh thì có thể làm được, cái cốt, cái thân với cái bệ nó thì hiếm. Và cái thứ hai là cái cây này tỉa, và tỉa cái này và giới thiệu cái kia. Đấy là cái nội dung của cái video này các bạn. Đấy, cái cây này thì sau Tết nó ung tùm quá, phải làm, đã form răm nó ổn định rồi phải làm ngay, vì không tỉa ấy thì nó phá những cái đầu này rất là nhiều, nhất là cái mùa này nhanh lắm. Cái này nó non mà, kể cả vác vào dây được sau tuần là nó ăn ngay. Đấy, nó phải xử lý luôn, phải bỏ luôn, nhiều khi rất để ý những cây mini này, kể cả cái to các bạn. Đấy, bây giờ học cái này các bạn nhé, ốm không nói to được. Đấy, nó bị cục bã đậu này từ trước Tết tôi đã bảo lắm, bây giờ nó lại xùi lên bỏ đi bã đậu.
thời tiết ốm đau mệt mỏi quá kiểu hay ốm vặt này. Cỏ này thì hôm tôi nhổ sau thì bây giờ thì cắt cái này. Bít cái này xuống chờ xíu. Cái này sẽ vít xuống nhưng mà hôm trước nó bị vào dây quên mất không tháo ấy, chỉ có mấy tuần quên không tháo nó bị đấy, vít sau rồi vít xuống, vít thấp xuống này cũng đánh bông tán như thế này nhưng mà nghĩa là phải to ra. Ngọn thì đang tính có thể sẽ không dùng cái này mà sẽ dùng cái này, dùng cái nhỏ, có thể dùng cái nhỏ chứ không dùng cái này đấy, thì cứ đang nuôi đã. Nó còn thứ nhất là nó còn yếu vì bị vào dây này, giờ bẻ cái gãy ngay. Thứ hai là cũng chưa đủ độ già, độ to để cắt. Rồi, cây này coi như sơ sơ thế thôi. Để khoe các bác cái cây nó giá trị hơn thì là em này. Tổng thể chiều cao đây các bác. Chắc độ 10 phân. Chân bệ đây. Chân bệ nó bằng gần bằng cổ tay, gần nửa cổ tay. Chỉ chỗ này bằng tầm cổ tay. Nhưng mà điều đặc biệt là thân cây này rất có triển vọng, người nó nu cục và nó rất nhiều cái mầm thở sẽ phun ra ở những chỗ này đấy, nó rất là tương lai ở cái chỗ đấy. Cái thứ hai này, chân bệ nó rất bệt của tự nhiên, nó rất bệt đấy, nhìn bệt cảm giác như nó nằm trên chậu cực kỳ lâu năm, nó nằm từ bé, từ lúc có hạt đến giờ nó nằm trên chậu, nó chỉ mọc lan trên mặt chậu, mặt nào cũng có, rất côn, rất là mịn màng, sạch sẽ. Và đoạn thân này cũng vậy. Đấy, nó cũng nu cục những cái nu cục nhưng mà nhìn nó cảm giác rất là sạch sẽ, những cái ngầm thở và nó có cho những cái tương lai, những cái nốt, những cái ngụn này rất là hay. Đấy thì còn về tây cành ấy thì đang đã chia bông chia tán rồi. Về tương lai thì em sẽ bấm ngắn những cái chỗ này. Lấy mặt này là mặt chính. Bấm cái này đi. Những cái này đi. Đấy, đấy là một phương án là có thể chơi luôn như thế này. Dâng cái ngọn này lên cao một chút nữa. Đấy là một phương án nhé. Phương án thứ hai ấy, là giữ lại hai tay, tay này và sẽ dâng cái ngọn lên cao chút, bỏ cái tay này đi. Bỏ tay này đi. Bỏ tay này vào cái ngọn này, lập lại cái tay vào cái ngọn mới. Đấy thì giữ lại được hai cái tay. Nói chung là cơ bản là sẽ sửa lại hết để lấy cái cốt này thôi. Đấy thì lúc đấy thì có thể cũng có nhiều cái thay đổi, nhưng mà hiện tại thì đang tính là vẫn cứ để nguyên về một cây thiên nhiên thì đâu cần cái gì cầu kỳ. Đấy các bạn. Cây thiên nhiên không có gì phải cầu kỳ vì nó bé mà. Bé mà nó đầy đủ rồi. Bông tán. Và cây này đặc biệt nó rất là khỏe. Mới cắt hôm hết được 3 hôm nhưng mà nó đã lên rất là, đang nhú mầm rất là nhanh rồi. Đấy, rất khỏe, nhấc đi nhấc lại vô cùng tiện lợi. Đó. Sau đấy sẽ thay, vì cái này hoàn thiện, nếu mà không cắt ấy mà giữ nguyên form này sẽ thay sang cái chậu nó thật là đẹp, cũng sẽ tròn tròn rộng mà tầm bằng tầm này hoặc là nhỏ hoặc là hẹp hơn một tí đến đây, ít nhất là đến đây. Đấy, thu nó ngắn nó về và nông thôi, mỏng thôi, chậu mỏng thôi. Các bạn. Để nâng cái tầm cao mới cho cây này đi.
đấy là một vài cái chia sẻ trong cái video này. Cảm ơn các bác đã theo dõi nhé.